Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Anh Mạnh ở xã Tam Đa, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên xử lý vải cho ra hoa sớm. Huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình lập 60 chốt kiểm dịch động vật nhằm phòng chống sự lây lan của dịch tả lợn châu Phi. Nam Định có gần 200 xã thị trấn đầu tư xây dựng công trình xử lý rác thải sinh hoạt. Bắc Ninh tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong các lễ hội truyền thống. Thưa quý vị và các bạn, nhằm chung tay xây dựng chính phủ điện tử hiện đại, nhanh chóng, chính xác, thân thiện, sau hơn một tháng phát động, đến nay các huyện thành đoàn trong tỉnh Hưng Yên đã hoàn thành trên 90% kế hoạch thu thập dữ liệu, địa chỉ tại địa phương để xây dựng bản đồ số trên cả nước trong đề án phát triển hệ tri thức Việt số hóa giai đoạn 2. Bằng cách cài đặt mobile app VNBot, thu thập địa chỉ trên smartphone có kết nối 3G, 4G, người thực hiện việc thu thập dữ liệu địa chỉ theo hướng dẫn bao gồm tên hộ gia đình, địa chỉ số nhà, đường phố, ngõ ngách, phố hoặc xóm, cụm tổ, hoặc địa chỉ các nhà hàng, ngân hàng, bưu điện. Tại khu vực trong tỉnh, tại 10 huyện thành đoàn, việc thực hiện hệ tri thức Việt số hóa được thực hiện đồng bộ, trung bình 1 giờ thu thập được 30 địa chỉ một người. Đến nay, toàn tỉnh đã thu thập được trên 316.500 địa chỉ dữ liệu. Trong đó, các huyện Phù Cừ, Khoái Châu là những đơn vị thu thập dữ liệu nhanh nhất. Những năm qua, Đoàn Thanh niên xã Yên Thành, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình đã tuyên truyền vận động thanh niên lập thân, lập nghiệp, đóng góp cho sự phát triển kinh tế của địa phương. Xã Yên Thành hiện có trên 1.000 đoàn viên, nhờ tích cực tuyên truyền, vận động thanh niên phát triển kinh tế, khuyến khích thành lập các mô hình liên kết sản xuất, tích cực trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm làm ăn, nên những năm qua, phong trào thanh niên thi đua lập thân, lập nghiệp được triển khai sâu rộng. Phong trào phát triển kinh tế tại địa phương thì cũng có một số mô hình kinh tế phát triển, tuy nhiên thì cũng có một số khó khăn, thứ nhất là lượng đoàn viên đứng làm chủ chưa nhiều, vâng, thì nó khó khăn cái là tiếp cận cái nguồn vốn của ngân hàng chính sách để hỗ trợ thanh niên lập nghiệp và khởi nghiệp là chưa có. Tập hợp đoàn viên thanh niên, lực lượng đoàn viên thanh niên thì ở nhà thì tham gia lao động sản xuất thì rất là ít. Đoàn viên thanh niên xã Yên Thành mong muốn các cấp bộ đoàn, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm giải quyết, nhất là hỗ trợ về nguồn vốn vay để thanh niên khởi nghiệp và phát huy tính sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của thế hệ trẻ. Huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương hiện có hơn 200 hectare bưởi đào. Hiện nay cây bưởi đang ra hoa đậu quả. Năm nay tỷ lệ cây ra hoa cao đạt 100%, tỷ lệ hoa nở đạt 99%. Theo bà con trồng bưởi thôn Lập Lễ, xã Thanh Hồng cho biết, tỷ lệ quả đậu năm nay khá cao, đạt khoảng trên 80%. Tuy nhiên, sau khi đậu quả, cây sẽ rụng quả sinh lý và với cây bưởi để có những quả bưởi lây đều, mọng nước thì bà con thường phải tỉa bớt quả non, chỉ để những quả hữu hiệu trên cành. Ở thời kỳ này, cây bưởi thường xuất hiện sâu đục quả non và nhện lông nhung. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị bà con cần chủ động kiểm tra và phòng trừ sâu ăn quả cũng như nhện kịp thời. Vải lai u là cây trồng đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân huyện Phù Cừ. Tuy nhiên, việc xử lý cho vải ra hoa đậu quả theo ý muốn còn gặp nhiều khó khăn. Anh Nguyễn Văn Mạnh ở thôn Tam Đa, xã Tam Đa, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên đã bước đầu thành công trong việc xử lý cho vải ra hoa sớm. Thời điểm này, các vườn vải ở huyện Phù Cừ bắt đầu ra hoa. Trong khi đó, hơn 2 mẫu vải của anh Mạnh, hoa đã nở rộ và đậu quả. Anh chia sẻ, để vải ra hoa theo ý muốn, cần tiến hành bón thúc sớm cho lộc hè và lộc thu. Đầu tháng 10 âm lịch, bà con tiến hành khoanh vỏ để hãm lộc đông. Cuối tháng 12 âm lịch, khi cây vải bắt đầu nhú mầm hoa, người làm vườn cần tăng cường tưới nước, bổ sung phân lân để mầm hoa bật nhanh và đều. Cây vải được xử lý đúng kỹ thuật sẽ ra hoa và đậu quả sớm khoảng một tuần so với bình thường, giúp vụ vải lai u sớm hơn hẳn so với các giống khác. Cạnh tranh được với các tỉnh có thế mạnh về trồng vải như Bắc Giang và Hải Dương. Mặc dù trên địa bàn chưa xuất hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi, nhưng trước diễn biến phức tạp của dịch, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam đã triển khai nhiều biện pháp chủ động phòng chống.
huyện đã cấp 800 lít hóa chất cho các địa phương phun khử trùng tiêu độc tại các cơ sở giết mổ gia súc, khu vực chợ, khu vực có nguy cơ nhiễm bệnh cao, đồng thời chỉ đạo các xã có tổng đàn lợn lớn và các chợ đầu mối thành lập các chốt kiểm dịch để phun hóa chất khử trùng tiêu độc cho các phương tiện vận chuyển gia súc lưu thông trên địa bàn. Tuyên truyền hướng dẫn người dân tự phun hóa chất, rắc vôi bột, vệ sinh chuồng trại 2 lần một ngày, thực hiện tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine phòng bệnh cho đàn lợn, áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, tăng cường chăm sóc nuôi dưỡng để nâng cao sức đề kháng cho đàn lợn. Ủy ban Nhân dân huyện chỉ đạo tuyên truyền khuyến cáo người chăn nuôi, buôn bán giết mổ lợn thực hiện 5-0 theo đúng luật thú y. Đó là không giấu dịch, không mua bán vận chuyển lợn bệnh, lợn chết, không giết mổ tiêu thụ thịt lợn bệnh, lợn chết, không vứt lợn bệnh ra môi trường, không sử dụng thức ăn dư thừa, chưa qua xử lý nhiệt. Trước sự lây lan nhanh của bệnh dịch tả lợn châu Phi, các địa phương trong huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình đã có sự chủ động phòng chống theo đúng chỉ đạo của tỉnh. Là xã giáp danh với tỉnh Nam Định, trên địa bàn xã Hồng Tiến, huyện Kiến Sương có 2 bến phà. Trước khi xuất hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi, mỗi bến phà của xã Hồng Tiến thường vận chuyển từ 3 đến 6 tấn lợn qua sông mỗi ngày. Chính vì vậy, chính quyền xã Hồng Tiến đã lập 2 chốt kiểm dịch tại các bến phà Cồn Nhất và bến phà Cồn Nhì, đồng thời giao nhiệm vụ cho các chốt thường trực 24/24. Hiện nay là tất cả các cái xe chở động vật đi qua đò đều được kiểm dịch một cách chặt chẽ. Nếu những cái trường hợp mà không có đủ các cái thủ tục về kiểm dịch động vật thì chúng tôi kiên quyết không cho đi, không cho qua xã Hồng Tiến. Cũng như các huyện khác, huyện Kiến Sương có rất nhiều chợ và lượng giết mổ lợn bán hàng ngày cũng rất lớn. Chính vì vậy, sau mỗi buổi họp chợ, các xã đã huy động cán bộ rắc vôi bột hoặc phun hóa chất để tiêu độc khử trùng. Ở Bình Thanh thì có cái chợ gốc là thường xuyên vào họp chợ ở buổi sáng, thì nó có khoảng 20 hộ giết mổ tại thị trường. Thì để xử lý được cái việc này thì trước mắt về phía địa phương thì giao cho ban thú y và các đồng chí trưởng thôn là tổ chức giám sát tại các cái chủ giết mổ. Cái thứ hai là tổ chức ký cam kết đối với chủ giết mổ là không được mua lợn ốm và lợn nuôi khác đưa về để giết mổ. Vấn đề thứ ba nữa là sau khi buổi chợ tan ấy, thì địa phương sẽ tổ chức cái lực lượng coi như là phun khử trùng tiêu độc tại thị trường. Đến nay, huyện Kiến Sương thành lập 65 chốt và tổ kiểm soát dịch bệnh tại các đầu mối giao thông quan trọng trên địa bàn, đặc biệt là các bến phà, bến đò giáp danh tỉnh Nam Định, cũng như các huyện trong tỉnh. Bên cạnh đó, huyện cũng cắt cử cán bộ trực tiếp xuống các xã thị trấn, chỉ đạo vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi và các nơi công cộng trên địa bàn. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Trong một tuần trở lại đây, thời tiết thay đổi thất thường khiến số lượng trẻ em nhập viện tăng cao, nhất là bệnh tiêu chảy do virus, ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên. Khoa Nội Nhi 1, Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên đang điều trị cho gần 30 trẻ mắc tiêu chảy. Cứ 2 trẻ bị tiêu chảy đến khám thì có một cháu bị tiêu chảy cấp do virus rota. Đây là căn bệnh tương đối nguy hiểm đối với trẻ nhỏ, bởi không được điều trị kịp thời, trẻ sẽ bị mất nước, suy kiệt cơ thể, dẫn đến suy tim. Nếu đã bị mắc bệnh, cần uống nhiều nước Oresol, pha đúng hướng dẫn ghi trên gói thuốc và phải đưa trẻ tới ngay các cơ sở y tế để chữa trị kịp thời. Gia đình không nên tự ý điều trị tại nhà. Trong thời tiết thay đổi, nắng mưa thất thường như thế này, phụ huynh không nên cho trẻ ra ngoài trời quá nhiều, cần theo dõi sức khỏe của trẻ mỗi ngày, chú trọng các chất dinh dưỡng và đảm bảo vệ sinh. Trà sữa là loại thức uống đang được rất nhiều giới trẻ ưa chuộng. Tuy nhiên, một loạt vụ ngộ độc do uống trà sữa thời gian qua, và gần đây nhất là 19 học sinh ở Quảng Nam nhập viện do ngộ độc trà sữa, đã cho thấy sự nguy hại đối với sức khỏe khi sử dụng các loại trà sữa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ghi nhận của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình. Chỉ 5.000 đồng đã có thể mua được một ly trà sữa. Không nhãn mác, không rõ thành phần và nơi sản xuất. Trà sữa được pha sẵn đựng trong những thùng xốp như thế này. Nhưng việc pha từ bao giờ và hạn sử dụng như thế nào thì có lẽ chỉ người bán hàng mới biết. 5.000 thì lãi gì? Trà sữa, đúng không? Lãi. Một đằng thì là nó nói chung là một đằng nó đặt lên một tí. Một đằng đấy. 5.000 một ly trà sữa nhưng vẫn có lãi. Như vậy, giá trị thực của loại nước uống này còn rẻ đến mức nào? Trong thời gian qua,
rất nhiều kho nguyên liệu trà sữa không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đã bị lực lượng chức năng phát hiện và xử lý. Nhiều bao bì đựng nguyên liệu còn có biểu hiện nấm mốc, lấm bẩn. Nhiều bao thì in chữ Trung Quốc. Kết quả điều tra cho thấy, những loại bột trà này được mua trôi nổi trên thị trường và tập kết để bán cho các cơ sở kinh doanh trà sữa với giá 800.000 đồng một bao 25kg, pha được hơn 1.000 ly trà sữa. Như vậy, một ly chỉ có giá trị thực khoảng 800 đồng. Theo nhận định của chuyên gia dinh dưỡng, những chất tạo màu, tạo vị nếu nằm trong danh mục các chất phụ gia thực phẩm không được Bộ Y tế cấp phép thì còn có thể ảnh hưởng lớn hơn như gây tổn thương gan, thận, tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, ung thư và vô sinh. Đây là một dạng thức ăn đường phố là đặt dưới sự quản lý của y tế cơ sở và Ủy ban nhân dân xã phường các cấp. Ngành y tế là cái cơ quan kiểm soát về chuyên môn, phải tham mưu cho lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương cùng với nhà trường kiểm soát lại cái nguồn gốc xuất xứ và các cái cơ sở buôn bán này phải tự chịu trách nhiệm. Đồng thời tất cả những tín hiệu đó phải báo cáo về các cái trung tâm y tế huyện và chi cục an toàn thực phẩm tỉnh để chúng ta phối hợp liên ngành, kể cả quản lý thị trường cũng phải vào cuộc để kiểm tra giám sát định kỳ về cái thực phẩm này. Việc kinh doanh trà sữa không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm có thể bị xử phạt hành chính từ 30 đến 50 triệu đồng theo Nghị định số 115 năm 2018 vì hành vi sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ hoặc ngoài danh mục được phép sử dụng. Ngoài bị phạt tiền, người vi phạm còn phải bồi thường cho người tiêu dùng nếu người này bị thiệt hại do sản phẩm kém chất lượng gây ra. Đối với người tiêu dùng, trong việc sử dụng trà sữa nên chọn lọc các cửa hàng có uy tín, buôn bán các thành phần có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo chất lượng. Dạy học định hướng STEM là phương pháp mới đang được các cơ sở giáo dục tại Nam Định triển khai thí điểm. Mới đây, Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định và Trường Trung học Cơ sở Trần Bích San, thành phố Nam Định đã phối hợp tổ chức buổi dạy học định hướng STEM theo môn học nhằm giúp cho các giáo viên và học sinh trong trường định hình rõ hơn về phương pháp giáo dục này. Tiết học vật lý của học sinh lớp 8A1 trường Trung học Cơ sở Trần Bích San, thành phố Nam Định, thay vì những tiết học lý thuyết thông thường, dưới sự hướng dẫn của các giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định, các em học sinh được lắp đặt hệ thống tưới nước thông minh cho những bồn hoa trong trường. Bởi vậy, ở tiết học này, các em không chỉ lĩnh hội được các kiến thức của nhiều lĩnh vực, mà còn rèn luyện được những kỹ năng cần thiết phục vụ đời sống. Hôm nay con được các cô hướng dẫn các cái hệ thống tưới nước nhỏ giọt ạ. Bọn con thì sẽ đục vỏ chai để nước có thể chảy vào, đục mấy cái lỗ ở bên cạnh vỏ chai để luồn dây vào, cho vào một cái thành để mỗi khi đổ nước vào nó sẽ nhỏ giọt từ từ. Nó cũng chưa phải là tốt nhất nhưng mà con rất vui khi được làm cái sản phẩm đấy. Ở đây là các con phải vận dụng các kiến thức của môn vật lý lớp 8, rồi các kiến thức đo đạc của môn vật lý lớp 6, rồi những kiến thức về sinh học để nghiên cứu tính chất của cây trồng, xem lượng nước cần cho cây trồng ở đây thực tế là cây hồng là bao nhiêu, và sử dụng kiến thức của môn kỹ thuật để có thể thiết kế được thi công đường ống như thế nào. Cũng như môn vật lý, các bộ môn khác như hóa học, sinh học, toán học, các em cũng đều được thực hiện các dự án theo chủ đề môn học. Môn hóa học là dự án trồng rau thủy canh, môn sinh học với dự án đầu bếp tài ba, môn toán học với chủ đề đường tròn quanh em. Sự chủ động tìm hiểu, lĩnh hội kiến thức theo phương pháp giáo dục STEM đã khiến tiết học trở nên thú vị và thực tế hơn với mỗi học sinh. Công ty trách nhiệm hữu hạn nước sạch Ngọc Tuấn đóng trên địa bàn huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên được lấy nước mặt sông Hồng, sử dụng công nghệ xử lý nước lọc đa cấp của Israel. Nhờ đó, chất lượng nước của công ty đảm bảo đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống. Đến nay, công ty đã cung cấp cho trên 5.100 hộ sử dụng nước, đảm bảo sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống. Trong đó, các khách hàng của công ty chủ yếu là các hộ của huyện Kim Động và Ân Thi. Hiện nay, công suất của nhà máy đạt gần 40%, đã làm xong đường ống truyền tải 14 km phục vụ 6 xã của huyện Vĩ Hào. Công ty phấn đấu sẽ cung cấp nước trong quý 2 năm nay. Hiện nay, công ty đang triển khai phục vụ những hộ dân đăng ký thời gian sau Tết và vào mùa khô, cũng như tình trạng ô nhiễm nguồn nước tại các xã Nhân La, Chính Nghĩa, Nghĩa Dân, huyện Kim Động, do người dân trồng hoa màu, phun thuốc bảo vệ thực vật,
gây ngấm xuống tầng nước ngầm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân. Bên cạnh đó, nhằm tạo điều kiện cho khách hàng, công ty đã áp dụng các dịch vụ tiện ích cho việc quản lý và phân phối nước sạch cho các hộ gia đình và doanh nghiệp, như nhắn tin thông báo mất nước do sự cố hoặc báo trước mất nước do bảo trì đường ống hoặc điện, nhắn tin thông báo số lượng sử dụng nước hàng tháng của các hộ dân. Dịch vụ thu trực tuyến qua website, ngân hàng trích nợ tự động, Viettel Pay. Đến nay, tỉnh Nam Định đã có gần 200 xã thị trấn đầu tư xây dựng công trình xử lý rác thải sinh hoạt. Trong đó, có 76 xã xây dựng bãi chôn lấp hợp vệ tinh, 112 xã đã và đang lắp đặt lò đốt rác thải sinh hoạt, 30 xã đầu tư bãi chôn lấp hợp vệ tinh và lò đốt rác thải sinh hoạt. Đạt được kết quả trên là do các địa phương đã nỗ lực trong việc bố trí nguồn ngân sách chi cho sự nghiệp bảo vệ môi trường, bảo đảm bằng số dự toán trung ương giao, chiếm trên 2% tổng chi cân đối ngân sách địa phương. Trong đó, phân bổ dự toán chi sự nghiệp môi trường cho các cấp, các ngành chiếm 60%, còn 40% dành chi hỗ trợ các xã thị trấn, xây dựng bãi chôn lấp xử lý rác thải nông thôn và các dự án xử lý môi trường cấp bách. Việc xây dựng lò đốt rác thải ở các địa phương bảo đảm theo quy hoạch, xa khu dân cư. Một số địa phương đã bố trí đất trồng cây xanh bao quanh khu xử lý rác thải, bảo đảm môi trường xanh sạch đẹp. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng phong trào xã hội hóa xây dựng các thiết chế văn hóa thể thao, nhân dân ở nhiều xã trong huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đã tích cực tham gia đóng góp ủng hộ để xây dựng lên các nhà tập, sân tập thể thao phục vụ những người chơi thể thao thường xuyên. Với mục đích tạo điều kiện cho người chơi trong xã có nơi tập luyện thể thao thuận lợi, bà Dương Thị Sáu ở xã Dân Tiến đã ủng hộ địa phương một nhà luyện tập cầu lông trị giá 120 triệu đồng, phục vụ miễn phí người dân đến chơi. Tuy nhà tập này không lớn, song thể hiện được tấm lòng, sự chung tay của bà Sáu trong phong trào xã hội hóa xây dựng công trình thể thao. Nhưng mà ngày trước thì chúng tôi đánh ở ngoài trời, mưa lắng là chúng tôi không đánh được. Riêng tôi đứng lên xây dựng để cho tất cả các bà, các chị, các anh em là đánh. Trước thực tế, các sân tập bóng chuyền hơi ở thôn Yên Vĩnh, xã Dạ Trạch là nền đất khiến tập luyện khó khăn. Năm 2017, ông Lê Xuân Sáu đã ủng hộ 15 triệu đồng và đứng ra quyên góp được gần 100 triệu đồng để thôn xây dựng 4 sân bóng chuyền hơi, giúp những người chơi bóng chuyền hơi trong thôn có nơi tập luyện thuận lợi. Biết là thanh niên rồi là trung niên cao tuổi là có nhu cầu về bóng chuyền hơi thì bản thân gia đình chúng tôi cũng có đầu tư một cái sân cho bà con khoảng 14-15 triệu. Sau đó rồi từ đó là bà con cũng có cái tham gia đóng góp và đến bây giờ là toàn thôn là có 4 sân bóng chuyền hơi. Những năm qua, xã Tân Dân đã huy động nguồn lực từ nhân dân để xây dựng trên 20 sân tập thể thao, tiêu biểu là ở hai thôn Thọ Bình và An Dân. Từ năm 2015 đến nay, thôn Thọ Bình đã xã hội hóa được 300 triệu đồng để xây dựng một nhà luyện tập cầu lông, hai sân bóng chuyền hơi và một sân bóng đá. Còn tại thôn An Dân, vừa qua nhân dân trong thôn cũng đã ủng hộ 200 triệu đồng làm sân chơi và sân tập bóng chuyền hơi. Có người 5 triệu, có người 3 triệu, có người 2 triệu là chúng tôi kết hợp thôn để làm thành cái sân khu thể thao của thôn An Dân này. Từ hồi đến bây giờ là chúng tôi ngày nào cũng ra đây chơi. Theo thống kê của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Du lịch huyện Khoái Châu, toàn huyện hiện có trên 400 sân tập, nhà tập thể thao được xây dựng từ nguồn xã hội hóa của nhân dân. Ngoài ra, một số tổ chức doanh nghiệp còn tích cực tài trợ cho các giải thể thao trong huyện, tiêu biểu như công ty Đoàn Hiên, hội doanh nghiệp huyện. Nhờ đó, Khoái Châu là một trong những huyện có phong trào thể thao quần chúng phát triển nhất tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, Bắc Ninh được mệnh danh là kinh đô của lễ hội với hơn 500 lễ hội lớn nhỏ được tổ chức hàng năm. Đặc biệt, các lễ hội thường diễn ra vào dịp đầu xuân năm mới. Vì vậy, luôn thu hút lượng lớn người dân về du xuân chảy hội. Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp này, lực lượng công an tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đảm bảo các lễ hội diễn ra an toàn, vui tươi, lành mạnh. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại huyện Thuận Thành. Huyện Thuận Thành có 18 xã, thị trấn, 108 thôn làng với 98 lễ hội, trong đó có 3 lễ hội lớn là lễ hội Kinh Dương Vương, lễ hội Chùa Dâu và Chùa Bút Tháp. Đặc thù của các lễ hội là thường được tổ chức ngay từ những ngày đầu xuân năm mới, vì vậy luôn thu hút một lượng lớn du khách đến hành lễ du xuân.
để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các khu vực tổ chức lễ hội ngay từ trước Tết Nguyên đán, Công an huyện đã ban hành kế hoạch nhằm tuyên truyền, nhắc nhở người dân nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật, đồng thời tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, mạnh tay xử phạt các lỗi như vượt quá tốc độ, phương tiện không đủ tiêu chuẩn khi tham gia giao thông, chở người quá số lượng, sử dụng chất kích thích khi điều khiển phương tiện. Mặc dù các lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trong dịp này, tuy nhiên để đảm bảo an toàn cho mình và mọi người, mỗi người dân cần có ý thức trách nhiệm hơn trong khi đi lễ hội du xuân, đặc biệt là tham gia giao thông đúng luật. Có như vậy, những ngày xuân mới càng trở nên ý nghĩa. Quý vị và các bạn thân mến, hình ảnh vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào, tạm biệt.